Tại Hải Phòng, trận mưa kéo dài tới gần 2 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, giao thông ách tắc. Các tuyến phố tại quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền đều bị ngập nặng, đặc biệt có tuyến đường nước dâng cao đến 40 cm. Mưa lớn và ngập nặng khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông, chết máy, dẫn đến tình trạng các phương tiện tham gia giao thông hết sức khó khăn. Tại Hà Nội, trận dông kéo dài gần 1 giờ đồng hồ đã khiến hàng loạt tuyến phố Hà Nội ngập. Các điểm ngập được ghi nhận là đầu phố Nguyễn Thị Định, giao cắt với phố Trần Duy Hưng, phố Huỳnh Thúc Kháng, đoạn gần giao cắt với phố Nguyên Hồng, đoạn giữa phố Thái Hà, gần trung tâm chiếu phim quốc gia, phố Hoàng Cầu, đoạn đối diện hồ Hoàng Cầu. Đặc biệt trên phố Thái Thịnh, điểm đen úng ngập trước cổng viện Châm Cứu Trung ương, nước mưa ngập lênh láng không kịp tiêu thoát. Tại các điểm ngập nặng, xe cộ buộc phải quay đầu hoặc dừng lại không lưu thông tiếp. Ngoài ra, hàng loạt ngõ nhỏ các tuyến phố nói trên cũng rơi vào tình trạng ngập úng nặng.